theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do không khí lạnh bắt đầu suy yếu nên nhà đá mà đã bao một chuyến phà. Chiếc kia, mấy chiếc kia thì mấy chiếc xe bự không có che, để đặt xuống. Bác Tài cười tươi, bác Tài ơi. Thấy bà xui ngồi trên xe luôn. Và xuất bến. Tiến thẳng về cái hàng đèn phía bên kia thị trấn Trà Ôn. Ảnh kêu là vô đó, ảnh kêu là mình vô, mình đứng giữa, mình đứng phía bên đây, nó nghiêng cái phà. Này có Leica bay lên là đẹp lắm. Bắt. Đi xuống đây là 3 giờ. Ở chợ anh đi là 1 rưỡi. 1 giờ hơn gì đó. Thị trấn Trà Ôn. Thật ra trời đang rất là tối, mà mình đẩy ISO lên cao nên mới thấy sáng sáng rồi thôi, chứ trời còn tối lắm. Tới bến rồi bà con ơi. Xuống xe
thì lên xuôi, xuống xuôi thì lên phải ghe. Hồi nữa mình ngồi trên xe này.